đấy, cái mặt dưới thiêu. Đây cái răng, cái răng của nó răng khế đây. Kính chào anh em nhá. Thì hôm nay mình lại đi rừng đào dúi đây anh em ơi. Và bây giờ đã phát hiện một tổ dúi đây. Đấy anh em mà chưa thấy dúi thì vào đây vô đây mà nhìn nha. Cái dế cây vầu nó cắt nó ăn đây nhá. Bây giờ thấy tổ nó sao ấy. Đây anh em ơi. Con phân của con dúi đây. Đây nhá. Đấy. Và cái phân của con dúi nó rất sạch nhá, nó không có gì bẩn bởi vì nó ăn dưới cây. Nó đã ăn cây cối rồi nhá, không có cái gì là bẩn hết cả. Anh em theo dõi clip nhá. Con này mình nghĩ là dúi to đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đào nhá. Đây nhá các bác ơi, cái tổ dúi đây nhá các bác ơi. Đấy mình moi trong lỗ ra nhá. Đấy cái khúc dễ cây, nó dễ cây cây vầu nó ăn đây. Đấy, nó bỏ cái lớp bên ngoài ra, nó ăn bên trong nhá. Ở đây mình sẽ dùng dao đào tiếp xem thế nào nhá. Con dúi này có biết nó ở đâu anh em nhé. Đang đào nhưng mà biết nó có đi sâu không nhá. Sao mà không thấy rồi đấy? Dạ. Còn được cái nó khai đông rồi nó hát thế. Sao nó phải nắm đây? Nó to sao ăn gì nó sao? Để cắt tủ à? Đúng không? Thằng thầy nó luôn gì nó tấn công gì. Cái gì? Đây nhá anh em ơi. Thì mình đang thấy tổ này thì thằng em đang đào được một con này. Con dúi nhá, con cú núi đây. Rất đẹp nhá. Bây giờ còn tổ này, con này to nhá, anh em theo dõi nhá. Con dúi đây. Anh em nào thích thì thưởng cho nhá. Thưởng về nuôi nhá. Rất ngon nhá. Đây là đặc sản của vùng cao đấy. Để nó nhá vào bút kìa. Làm cái này tới lúc khó người ta. Ta tổng là nó thích ra luôn. Không phải sao buổi tổ tuần đấy. Ta ký thấy gì nữa. Cô đang tưởng ra đi bụi ta ta chán ăn to chứ. Tôi nha. Con cúi núi. Thì bây giờ con dúi nó đi hơi sâu anh em.
đang đào đây, chưa được nhưng mà đang đào. Mà nghĩ là con này không sâu lắm anh em nhé. Đó tít dưới này, mong sao là nó ở ngay đấy. Anh em cùng theo dõi nha, để anh em tí anh em tôi đào được thì bắt tóm ngay xem thế nào nha, xem có to không nha. Không biết là nó có đi lỗ này không nhưng mà nghĩ là chắc nó đi lỗ này ấy. Rừng rất là nhiều đây, rừng bát ngát luôn, rừng nguyên sinh nhá. Anh em theo dõi nha.都空了都。嗯，那那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 那
chữ hả lá kìa chữ chữ hả lá cần đấy nha các bác ơi, sau thời gian đào này nó thấy con rúi rồi, thấy nó ở tít trong kia nhưng mà bây giờ nó còn chui vào trong lúa chưa lấy ra được, còn phải đào thêm nữa, anh em đợi xem nhé. Thấy cái đầu đấy nhưng mà chắc nó cũng còn khá sâu đấy. Cứ vào trong kia. Khá sâu đúng không ạ? Ừ. Bây giờ là còn khá xa, anh em quyết định đào trên xuống đó. Mà đang nghĩ là nó không phải xa mấy rồi vì nó thấy nó cái đầu nó ấy, thấy cái đầu nó ở kia. Vẫn chưa đến anh em ơi. Đây rồi, đây đây đây, thấy chưa, thấy cái mông của nó trong kia, bây giờ chuẩn bị nó chuẩn bị ra nhá, đấy là trong kia kìa, nó dài nhá anh em ơi, đấy, to chưa, ui ui rồi con này không phải bé đâu nhá anh em ơi,
Con này phải hơn cân đấy. Con này chắc phải cân 3, cân 2 thế này đấy. Được rồi, may quá rồi. Đấy anh em theo dõi thấy chưa? Con rất là to nhá. Con này lấy về thịt rất là ngon đấy. Đặc sản luôn đấy. Con này là con đực. Đấy, tối nay anh em ạ được một bữa ngon nghe này. Rồi cảm ơn các bạn nha. Đấy cho các bạn nhìn rõ nó này. Đấy cái mặt đấy chưa không? Đây cái răng của nó vàng khè đây. Được rồi nhá anh em ơi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nhá. Em gặp nhau ở đây nha. Đi tìm tổ khác thôi nhỉ. Ừ.